Coi thử coi ngươi chạy được đi đâu. Phu ra. Thì ra cô, nửa đêm nửa hôm lên cơn sao? Con cốc. Con cốc ở đâu? Ở đâu hả? Đem tao nước mà nhìn lại đi. Ừ. Cốc nhái mà muốn ăn thịt của Thiên Nga, không biết mắc cỡ. Tôi hiểu rồi. Tiểu thơ là Thiên Nga, còn tôi là con cốc có phải không? Coi kìa, có giống con người đâu. Nghĩ không ra thì bị ổi, dám cả gan cướp đoạt tình yêu. Để biết tiểu thơ thích bằng công tử, còn cầu hôn với lão gia lão phu nhân. Thật rất tiếc là anh đã xuất thân danh môn vọng tộc, làm những chuyện bê bối. Phải, tôi bị ổi và còn bê bối giang sơn bại hoại nữa. Nhưng mà dì Dưỡng thích tôi mà. Ngày mai thì ổng bả cho người để mà gả em họ cho tôi đó. Cô hãy chóng mắt coi. Cô đừng quên rằng cô là A Hoàng đó nha. Thì tôi có chịu cho tiểu thơ để gả cho một người giống như anh. Nếu như nghĩ tới là tôi bực mình. Tôi nói với anh đó hả? Hễ thiếu gia, đã tới rồi cô làm gì vậy? Ê, hai đứa bay, tới đây. Hai người chuẩn bị cho ta một lễ vật. Hỉ, đi làm gì? Thôi, tôi hiểu rồi. Thiếu gia chưa lấy được chánh thiếp à, thì lấy trước nạp thiếp phải không? Thông minh. Ngày mai tôi sẽ nói cùng dì Dượng, nhất định sẽ cưới con A Hoàng này. Tới chừng đó thì mỗi ngày mỗi gặp mặt thì đều kêu tướng công, để coi thử còn bực mình nữa hay không, hả? Wow, cái mùi thơm quá, nhất định sẽ làm cho hoàng hậu vui lòng. Lúc đó mình sẽ nói với hoàng hậu, nói với lão gia phu nhân, không thể để thiếu thơ gả cho cái người vô lại đó. Ây da, đẹp quá hồng nội cô đường ơi. Nói xạo, toàn là đồ vô loại. Cô sai rồi, chúng tôi chỉ nói là đồ ăn đẹp thôi. Phải, nhất định là ngon lắm. Uầy, còn có phải có mấy người? À, chúng tôi chỉ muốn lấy đem về cho thiếu gia tôi thôi. À, đúng rồi, tôi nhớ ra, tôi làm thêm một phần nữa chứ. Một lát đem về cho thiếu gia đi. Nha. Cảm ơn hồng cô nương. Đừng khách sáo. Lần này báo thù được rồi. Té ra hồng cô nương dễ gạt quá ha. Nè, cái này của thiếu gia đó. Nhiều quá chúng ta ăn chút, ổng đâu có biết chứ. Mùi vị có ngon không? Mùi vị ngon quá, ngon đến nỗi ta không hình dung được. Đã lâu lắm rồi hai con không có vào cung để thăm ai già. Ai già thiệt là nhớ nhung tới hai con lắm. Không biết nương nương có nhớ hai con hay không, hay là nương nương nhớ đến đồ ăn đây? Con nhà miệng mồm càng ngày càng quá quắt rồi đó. Ý, đưa tay ta coi. Con. Ngón tay của con thiệt là nhỏ. Ta không nghĩ rằng con làm được những món ăn tuyệt xảo như vậy. Đến cả những đầu bếp ở trong hoàng cung cũng không có bằng con đó. Cái con nhỏ này làm việc thiệt là có dụng tâm. Mỗi một món đồ ăn nào cũng rất là đặc sắc. Ây da, thiệt muốn kêu con vào ở trong cung. Ê, nương nương quá khen. Là vì nương nương ăn ít. Nếu nương nương ngày nào cũng ăn thì sẽ bị ngán đó thôi. Nè, hãy nhận lấy. Nương nương, cái này là của ai gia thưởng cho con. Có công lao thì phải thưởng chứ. Nếu sau này có đồ ăn gì mới lạ ngon hơn thì nhớ làm cho ai gia. Tạ ơn nương nương. Nè, chúng ta hãy cùng ăn đi. Ê, quán nương, sao con lại không được vui như vậy?
Con hãy yên tâm, tuy là A Gia rất là thích Hồng Nô, nhưng nó là một người hầu có nhiều tướng quân, trong đó nó được nuông chiều nhất. A Gia không có chiếm đoạt nó đâu. Không phải đâu nương nương, quán nương này không phải vì chuyện đó. Vậy chuyện gì? Nương nương, Hồng Nô không chấp nhận chiếc vòng của nương nương. Nếu như nương nương muốn khen tặng Hồng Đô thì hãy giúp giùm cho tiểu thơ đi. Là chuyện gì? Tiểu thơ gần gái cho người ta rồi. Vậy thì tốt quá. Hay là muốn A Gia làm chủ hôn cho tiểu thơ? Không phải đâu nương nương, chỉ là chú rể. Cái tên chú rể đó thiệt bỉ ổi, vô liêm sỉ mà. Tính tình phong lưu lô thôi lết hết, là một người không thể gửi gắm cả cuộc đời cho hắn được. Cho nên cầu xin nương nương. Có phải là hai con muốn tao khuyên cha mẹ hai con hủy bỏ tiệc cưới này hay không hả? Dạ đúng rồi đó nương nương. Nhưng mà việc hôn nhân đại sự chung quy cũng là do cha mẹ định đoạt. Ai già tuy thân phận là một hoàng hậu, nhưng mà việc gia đình của thần dân thì ta không muốn xen vào. Lẽ nào nương nương nhẫn tâm nhìn thấy tiểu thơ gả cho cái tên hồ đồ đó? Tiểu thơ không có chút gì thích anh ta, còn ghét nữa. Nương nương, quán nương mong nương nương giúp cho. Đứng dậy đi. Con không muốn lấy người đó. Thôi được rồi, A Gia nhận lời. Cảm ơn nương nương. Hồng Nô à, em đừng có đi qua đi lại, làm cho ta cảm thấy phiền muộn quá đi. Xin lỗi nha tiểu thơ. Em nói làm sao bây giờ? Nương nương đã kêu mẹ vô lâu lắm rồi, em nói mấy người đã nói như thế nào? Tiểu thơ yên tâm đi, nương nương lúc nào cũng yêu thương tiểu thơ. Em nghĩ là nương nương nhất định sẽ nghĩ tới tương lai hạnh phúc của tiểu thơ. Quán nương cô nương, nương nương muốn gặp con. A Gia vừa mới nói chuyện xong với mẹ của cô, A Gia cũng rất đồng ý về sự hôn nhân này. Aya vừa mới nói chuyện xong với mẹ của cô, Aya cũng rất đồng ý về sự hôn nhân này. Nương nương, chắc con đã có sự hiểu lầm với chú rể đó rồi. Không thể nào lầm lẫn được đâu, hắn là một người vô loại. Nhưng mà theo lời nói của Dư phu nhân thì chú rể là một người có học thức rất cao, giả lại rất có lễ độ, phẩm cách thuần lương, hoàn toàn không giống như các con đã nói. Nương nương, hắn là người dối trá. Trước mặt lão gia phu nhân hắn giả bộ là một đấng chánh nhân quân tử, nhưng mà trước mặt chúng con lại biến nguyên hình ngoài bá, bên ngoài ngọc ngà nhưng bên trong thì thối nát. Có thể các con chưa hiểu rõ cậu ấy thôi. Ai giờ tin tưởng rằng nhiều thừa tướng và nhiều phu nhân nhất định không có nhìn lầm người, có thể làm cho hai người họ vừa lòng, thì vị công tử này nhất định trội hơn người khác, khẳng định là có đủ tư cách để làm chồng của quán nương. Nương nương, nhưng mà quán nương không có một chút tình cảm nào với anh ta. Con nhỏ này thiệt, tình cảm thì có thể từ từ đến mà. Trước khi A Gia nhập cung,
ngay cả người chồng cũng chưa có được gặp mặt. Tóm lại con hãy yên tâm đi, bậc làm cha mẹ ai lại không thương con chứ. Giả lại ông bà có nhiều kinh nghiệm của cuộc đời, suy nghĩ sâu xa, có thể quyết định một sự minh mẫn cho con, mang tới cho con một đời hạnh phúc. Con cứ yên tâm mà nhận lấy cuộc hôn nhân này. Thiếu thơ, đừng ưu tư làm gì nữa. Em nói ta phải làm sao bây giờ? Ông trời đã quyết định bắt ta phải gả cho một người mà ta không có tình cảm, tại sao lại cho ta phải gặp anh ta chứ hả? Tiểu thơ, tâm sự tiểu thơ em hiểu rất rõ. Vì tiểu thơ đã có người khác trong lòng, bắt buộc phải gả tiểu thơ cho người xa lạ, mùi vị này rất là khó lòng. Nếu như bà công tử chưa bao giờ tới đây để làm thực khách thì tốt biết bao nhiêu. Ít nhất thì bây giờ ta cũng có thể yên tâm mà chấp nhận việc hôn nhân, không có gì phải lo lắng nữa. Tiểu thơ sẽ tuyệt đối không an tâm được vì đã gả cho một người đàn ông bình thường, nếu không nói là tôn tẩn, như một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước trâu. Thật bất bình cho tiểu thơ đó. Tiểu thơ, thay vì ngồi đợi chết, hay là chúng ta mạo hiểm trốn đi. Trốn đi? Đúng. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi đây. Làm như vậy thì tiểu thơ khỏi thành hôn với tên đó. Sau đó chúng ta lại rời khỏi Ngụy Quốc, kiếm bằng công tử. Em nghĩ là khi đó bằng công tử nhất định sẽ hiểu được lòng tiểu thơ. Bằng công tử là người tài trí thông minh, nhất định sẽ có biện pháp tốt để ứng phó. Tiểu thơ, em không muốn thấy tiểu thơ buồn rầu suốt cuộc đời. Nếu như sau này lão gia và phu nhân có trách thì tất cả Hồng Nô sẽ xin đảm nhận. Hồng Nô? Tiểu thơ đừng do dự nữa, tối nay chúng ta đi đi. Thưa cha, thưa mẹ, nữ nhi bất hiếu, hãy tha thứ cho nữ nhi. Chúng ta đi đi. Hồng Nô, chúng ta làm như vậy có phải là đại nghịch bất đạo hay không? Tiểu thơ đừng nên nghĩ vậy. Nếu là phải thì tất cả đều do chủ ý của Hồng Nô, không liên quan tới tiểu thơ. Thật ra trong lòng ta đã có sự tính toán như vậy rồi, nhưng chỉ là em nói ra trước ta đó thôi. Không phải là chúng ta không về lại. Khi nào chúng ta gặp bạn công tử, ba người sẽ trở về đây. Em tin tưởng lão gia và phu nhân nhất định sẽ tha lỗi cho cô. Xe ngựa đã tới rồi, chúng ta hãy đi. Muốn ra thành phải không? Dạ phải. Lên xe đi. Đường rồi. Để tốt, đi ngừng xe đi. Ngừng xe. Nhân. Đi thờ, xuống đi. Từ từ. Đại tốt, ông đã lầm lẫn rồi. Chúng tôi muốn đi về hướng đông, mà bây giờ ông lại đi về hướng tây. Tôi không đi sai đường. Con đường này là do hai cô chọn lấy. Đừng quán trách ai. Ông nói cái gì? Cái gì hả? Ra đây. Bắt họ lại. Dạ. Tiếp thôi, chạy đi. Đừng chạy, chạy. Đừng 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 chạy. Cho dù kêu khan giọng thì cũng không có ai nghe đâu. À, mấy người bắt tụi tôi làm gì? Bắt làm gì hả? Một lát nữa sẽ biết. Thiếu gia có sao không vậy hả? Thiếu gia, ta có chuyện sao? Thiếu gia cũng có chuyện rồi hả?
cái con quỷ nhỏ này đụng tao một cái đau muốn chết à. Người đâu, bắt về. Dạ. Ê, tôi mua đó. Tôi mua hai. Lấy tiền ra đi, lấy tiền ra. Ê, bốn người lấy tiền ra. Đã đi, rồi bắt đầu coi nhau. Ê, tôi thắng rồi. Thả tôi ra, cứu bạn. Thả tôi ra, mở người ta. Đừng có kêu nữa, hãy để dành hơi đi. Trong 20 dặm này không có bốn người nào đâu. Cái có thằng bổ không có ai nghe đâu hả? Tiếu tao tôi đâu? Mấy người dẫn tiếu tao đi đâu rồi? Yên tâm đi, hiện tại bây giờ tiểu thư của cô còn tốt hơn cô đó. Mấy người phải thả chúng tôi ra. Hả? Mấy người có biết chúng tôi là ai không? Vì tiểu thư kia là thiên kim của thừa tướng đương thời đó. Còn tôi là người của phủ thừa tướng. Mấy người đối đãi chúng tôi như thế thì tương lai sẽ bị bắt và bị chém. Muốn bắt chúng tôi hả? Không có dễ đâu. Chúng tôi làm việc lanh lẹ sạch sẽ, không có để lại vết tích. Huống chi là tự các cô đâm đầu vào lưới thôi. Hai cô nha, ban đêm ban hôm bỏ nhà chạy trốn, đó là tự chuốc lấy thôi. Phải. Đừng dùng lời dọa nạt tôi. Các người muốn gì? Câu hỏi thì là hay đó nha. Chúng tôi đang suy nghĩ không biết làm gì cô. Nhưng mà nhìn thấy cô không được đẹp lắm. Nhưng mà nếu như đem cô đi tới thanh lâu bán thì cũng được vài đồng. Câu hỏi thì là hay đó nha. Chúng tôi đang suy nghĩ không biết làm gì cô. Nhưng mà nhìn thấy cô không được đẹp lắm. Nhưng mà nếu như đem cô đi tới thanh lâu bán thì cũng được vài đồng. Nếu như chị bán được có mấy đồng hay là đem nấu đi. Tốt. Ngươi đang đói bụng đó. Da của cô trắng trẻo, không biết đem nấu hay đem xào mới ngon đây hả? Các người thiệt là quá đáng. Đem cô ta bán cho thanh lâu hả? Như vậy thì là lãng phí. Hay là để cổ làm nô lệ cho mình đi, cho cổ làm ngày làm đêm, làm tới chết luôn. Nói hay lắm. Làm phu nhân cho chúng ta đi, tụi mình sẽ thay phiên nhau để mà hưởng thụ, sẽ dùng hết sức. Lãng phí. Nè, bây giờ chúng ta quăng xuất sắc quyết định, coi ai là người hưởng đầu tiên. Được, đi. Các người chẳng qua muốn tiền thôi. Được. Các người có thể lợi dụng tôi tới phủ thừa tướng để đòi chu tiền. Ta muốn 3.000 lượng á, có được không? Được, nhất định sẽ nhận lời. Vậy thì phải viết thơ cho ai đây hả? Thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đại nhân? Một Lý Vạn Cơ, cô chỉ là một ả hoàng nhỏ trong phủ mà thôi. Những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, không lẽ ông ta cũng để ý tới sao? Hả? Thì hãy viết cho phu nhân đi. Phu nhân đối với tôi rất tốt, nhất định sẽ chuộc lại tôi. Nhưng mà nếu như phu nhân không chịu thì sao? Thì hãy viết cho cung hoàng hậu đi. Hoàng hậu coi tôi như là một đứa con nuôi, bảy sẽ không làm ngơ đâu. Đừng nói bậy. Cô muốn ta viết thơ cho Ngụy Huệ Vương hay không? Những lời tôi nói là thật. Vậy ở trong phủ của cô không còn ai khác nữa sao? Hả? Còn hai người nữa. Một người kêu là Đại Há, một người kêu là Tiểu Há. Tuy là tôi không được thân lắm với hai người, nhưng mà họ nhất định sẽ cứu tôi. Ngoài Đại Há và Tiểu Há ra, ở trong phủ của cô không còn người nào nữa hả? Cô hãy nhớ kỹ coi. Có thể còn là một người. Ai? Là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn? Ha, tôi quen với hắn ta đó. Hắn ta có phải là tôn gia công tử của Tây Quốc hay không? Đúng. Nhưng mà hắn ta nổi tiếng là một người ham chơi, tham lam, hưởng lạc, vô tình, vô nghĩa. Thì làm sao có thể cứu cô được chứ? Không phải. Tuy bên ngoài giống như là lời anh nói, nhưng thật ra trong lòng anh ta có chính nghĩa, nhất định không phải thấy chết không cứu. Nhưng mà cô từng nói hắn ta là người khốn nạn mà. Có thể là khi hắn ta nhận được bức thư này sẽ không cứu cô đâu. Hắn là hậu nhân của Tôn Võ, học thuộc binh pháp, tài trí hơn người, nhất định sẽ cứu tôi. Được, tôi sẽ thông báo với hắn. Anh à, tiểu thư, bà công tử, đừng có chọc Hồng Nô nữa. Hồng Nô à, em đã làm ra một chuyện buồn cười đó. Lần trước anh đã giúp cho bạn Quyên để cầu hôn, không phải là anh muốn cầu hôn đâu. Ui, còn chưa cởi trói. Em đã nhiều lần chửi mắng anh ta, trong lòng anh ta không có chịu nói, cho nên mới làm kế hoạch tối nay hoàn toàn cho anh ta làm đó. Tôi không ngờ trong lòng của cô tôi là một quân tử ha. Nó giận rồi đó. Nương tử, cạn ly. Tướng công, cạn ly.
được thành thân. Thiệt là phải cảm ơn anh họ đã an bài. Phải đó, bản quyền tôi được như vậy là nhờ phước đức ba đời đó. Nếu không thì cái xuất thân và gia thế của tôi mà cứ được muội thật lòng chuyện diễn dòng cao xa. Chỉ sợ là lần sau này sẽ có nhiều tiến độ không tốt lắm, là huynh không xứng đáng với muội. Tướng công đừng có nên nói như vậy. Thường nói là anh hùng mặc dấn xuất xứ, nam nhi chí tại tứ phương. Muội tin tưởng rằng với tài trí của tướng công nhất định là phải nổi danh nên người. Thì tới lúc đó ai mà còn nói chuyện nhảm nhí nữa chứ. Nương tử, huynh chỉ là có tài năng thì nhất định sẽ có một ngày nào đó. Hơn nữa phụ thân đã chấp nhận chuyện hôn nhân này, chứng tỏ là cha rất ngưỡng mộ huynh và nhận thấy rằng huynh là người có tài sáng tạo. Ngày mai muội sẽ thương lượng cùng với phụ thân, hãy sớm ăn bài cho tướng công. Cảm ơn muội. Đúng rồi, trời không còn sớm nữa, chúng mình hãy nghỉ ngơi đi. Sau khi tiểu thơ thành thân rồi là không cùng với tôi đi chơi nữa. Thì kệ đi, có lấy được một người chồng tốt tôi cũng mừng giùm cổ. Đã khuya rồi. Quả gì để tính xin lỗi ta hả? Trong bức họa đã diễn tả ra, có dám thực hiện hay không? Hồng Nô. Chị Hồng Nô, bốn con khỉ này tới đây xin lỗi chị Hồng Nô. Hy vọng chị Hồng Nô là người đại lượng, ra tay xử nhẹ, cười xòa bỏ đi ân thù. Kêu tôi cười xòa bỏ đi ân thù không có dễ dàng gì, như vậy thì dễ quá đối với các người. Chị Hồng Nô à, tha cho người ta thì cũng như tha cho chính mình vậy. Bây giờ đến lúc tôi không được vui, cười không ra tiếng. Trừ phi Trừ phi cái gì? Thật không ngờ nhiều bá quan nhận bản quyền lập còn trẻ nhanh như vậy. Sau này bản quyền nhất định sẽ ra sức cho nhiều thừa tướng, nhiều bá quan sẽ như cọp thêm cánh. Tiểu nhân biết rằng nhiều bá quan nhất định sẽ đề cao bản quyền. Nếu như đại dương ngưỡng mộ ông ta thì đại dương sẽ phong chức vị trong cung cho anh ta. Tới lúc đó thì thế lực của nhiều bá quan sẽ lớn nhất ở trong cùng đó. Lúc đầu ta đã làm sai một việc, làm mất đi một nhân tài như bàn quyền. Đó cũng là một điều hối hận và lo lắng nhất của ta. Từ nay chúng ta phải hết sức cẩn thận. Dạ đại nhân. Còn có tin tức gì của Dương phủ không vậy? Tôn Tẩn vốn là người có tài trí, nếu như mà Tôn Tẩn ra giúp sức cho nhiều bá quan để mà tổng chính thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta đó. Nhưng mà mai tánh tình của người này rất là buồn thả, tuy là người ở nhiều phủ nhưng tối ngày chỉ biết ăn chơi. Từ cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu như nó chỉ biết say mê hồng nhan thì rất có lợi cho chúng ta. Chúng ta sẽ không gặp bất cứ một sự uy hiếp nào. Đã không còn sớm nữa, ngươi về nhiều phủ đi, đừng để cho nhiều bảo quan nghi ngờ. Dạ đại nhân. Từ nay về sau có tin tức gì lập tức báo cáo cho ta biết. Ta biết làm nội gián rất là nguy hiểm và khó khăn, nhưng mà sau này mã đáo thành công thì ta nhất định sẽ trọng thưởng cho người. Cảm ơn đại nhân.
năm 344, nước Ngụy vẫn là một nước yếu kém, dân chúng phong loạn, pháp trị không toàn. Sau đó, nhiều bá quan đã đưa Bàn Quyền lên cho Ngụy Huệ Dương. Bàn Quyền đã đưa ra một loạt cải cách hiến pháp và được sự khen thưởng của Ngụy Huệ Dương. Sau đó Ngụy Quốc đã tiến hành một loạt cải cách lớn. Trước tiên là tổ chức dân chúng cho 10 nhà vô cùng một tổ để cùng nhau giám sát. Một nhà có tội thì chính nhà kia cùng liên lụy. Lại nghiêm cấm dân chúng không được đánh nhau, lạm dụng tư hình. Tất cả chuyện tranh chấp phải đề lên dương pháp. Vì đề cao sinh sản, cổ lệ trồng trọt. Nếu như trồng nằm mà được thu hoạch nhiều thì sẽ được miễn thuế. Cổ lệ lao được, làm càng nhiều thì càng được thưởng. Vì muốn vương được tráng cường, cho nên mỗi hộ trong quốc gia chỉ được dùng một con dao mà thôi. Nếu dư thì hiến cho quốc gia để làm bình khí. Trừ phi những công việc nào nặng nhọc, cố gắng không dùng tới ngựa, chỉ dùng sức người. Tất cả ngựa phải giao về để huấn luyện thành ngựa chiến, chuẩn bị sau này ra chiến trận. Chung quy là tránh sự lãng phí. Sau khi tiến hành hiến pháp này thì dân phong đã được cải thiện, còn Bàn Quyền được phong chức vị to lớn, nhiều bá quan cũng được thăng làm tướng quốc, còn Ngô Khởi vẫn giữ chức vị bình thường. Từ ngày thành hôn đến nay, ta đã không lại thăm nương nương rồi. Không biết là nương nương có trách chúng ta không nhớ đến bà ta không hả? Không có đâu. Tiếp theo bây giờ là vợ của người, ra ngoài không tiện, nương nương nhất định sẽ hiểu đó. Hơn nữa, còn những thức ăn của em, nương nương sẽ không giận đâu. Còn nữa, kỳ này em làm những món ăn có quan hệ tới tiểu thơ. Quan hệ đến ta? Có một thứ kêu là quan tài nữ mạo. Còn nữa, bạc đầu đáo lão, vĩnh kết đồng tâm, lứa đôi hạnh phúc. Em thì là có nhiều ý kiến. Coi lực sao em còn dám nói nữa không? Không nói nữa, không nói nữa. Em thì không nói nữa mà. Quan tài nữ mạo, vĩnh kết đồng tâm. Em còn dám nói? Dương gia, Dương gia. Lúc nãy hai cô đường đó là ai vậy? Bẩm Dương gia, cô đằng sau là thiên kim của nhiều thừa tướng, là nhiều quán được, đã lập gia đình rồi. Còn người khác là người hầu của cổ Hồng Nô. Hồng Nô? Hay da, người thì là đẹp đó. Dương gia, đã tới giờ lên lớp rồi đó. Hay da, các người ở không thấy ta đã suy nghĩ hay sao? Nhưng mà... Thôi đi thôi đi. Thầy à, hôm nay bổn vương có việc cần phải làm, thầy hãy cáo lui trước đi. Dạ, Dương gia. Quản gì? Có tài hả? Ngươi qua đây, nói cho ngươi nghe. Dương gia không có được khỏe hả? Dạ, đại gia. Như vậy thì phải kêu đại phu tới trị bệnh đi chứ. Đại phu giỏi cũng chưa chắc chữa được căn bệnh của đại dương, cho nên tới đây bái kiến tướng quốc đại nhân, mong tướng quốc đại nhân giúp giùm. Thân ta là tướng quốc, chỉ biết trị quốc thôi. Nhưng nói về trị bệnh thì tôi không có hiểu đâu. Vậy làm sao giúp được Dương gia chứ? Dương gia đã bị mắc bệnh tương tư. Từ khi Dương gia gặp được nữ hầu của nhiều phủ là Hồng Nô cô nương, suốt ngày lúc nào cũng nhớ nhung không quên, cơm nước không màng, mỗi ngày một ốm đi, cho nên mới bị mắc bệnh. Vì vậy mà hy vọng rằng đại nhân cho kẻ hèn này dẫn Hồng Nô cô nương được diện kiến Dương gia, để cho Dương gia được hóa giải mối tương tư này. Phải tới Dương phủ à? Chỉ cần để cho Dương gia nhìn thấy Hồng Nô cô nương, không có ý gì khác đâu. Hồng Nô tuy là người làm ở trong nhiều phủ của ta, nhưng chúng tôi đối đãi với Hồng Nô như là con ruột vậy. Nếu như đi tới Dương phủ, tốt hơn là nên hỏi nó đi, để xem ý của nó như thế nào. Tướng quốc đại nhân, không lẽ một tên hầu nho nhỏ như vậy và thân phận của Dương gia không đáng mời Hồng cô nương về phủ hay sao? Tướng quốc phủ thực khách thì đông, người hầu thì nhiều, tại sao đại nhân lại tiếc một người hầu như vậy hả? Ê, tôi không phải là ý đó. Nếu như bệnh tình của Dương gia bị trầm trọng, đại nhân cảm thấy thế nào? Mong đại nhân suy nghĩ bệnh tình của Dương gia mà nghĩ tới cái việc này. Bình thư hữu dân, các tướng soái dụng binh phải biết tuân theo 6 nguyên tắc này: phong, lâm, quả, sơn, âm, lôi.
Lúc hành quân thì nhất định phải mạnh như gió, chậm như lâm, xông lược như lửa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi đình. Lúc nãy các người vừa luyện xong kiếm trận, tức là khi chúng mình tấn công thì mới đem ra dùng. Giống như là một trận lửa lớn, liên miên không ngừng, đốt sạch hết cả nguyên khu rừng. Đối phó với kẻ địch cũng giống như vậy, không để cho chúng có cơ hội để thở, phải giết sạch, không chừa một mạng, phải dẹp tan tụi nó mà thôi. Thôi được, chúng ta tập lại một lần nữa, trở về chỗ cũ. Có chuyện mà ổn rồi. Làm gì hết hồn vậy? Lão già đã đưa Hồng cô nương tới giường già phủ rồi đó. Thiệt sao? Dạ phải, đi. Sao đột nhiên Dương gia lại kêu em tới Dương phủ vậy? Em cũng không hiểu nữa. Em chỉ nghe lão gia nói là Dương gia đang bị bệnh, người muốn em phải qua đó. Có thể sẽ ở lại đó để mà săn sóc cho Dương gia. Lạ thật đó. Ở Dương phủ có thiếu gì người làm? Tại sao phải kêu Hồng Nô qua bến vậy hả? Chỉ sợ là có chuyện kỳ quặc mà thôi. Theo tôi biết được, tuy là Dương gia của Ngụy Quốc, nhưng có tiếng là hung dữ, là một người háo sắc. Nhất định đã thấy qua Hồng Nô, mê mờ sắc đẹp của Hồng Nô, mà đã giả bệnh để muốn sự săn sóc của Hồng Nô. Cho nên đã yêu cầu nhạc phụ và kêu nhạc phụ đem Hồng Nô qua đó. Công tử đã nói như vậy thì em nhớ ra rồi. Em có nghe người ta nói rằng Dương gia thường hay chiêu một số nhân nữ giàu phủ để làm người hầu. Nhưng ai có biết, những nhân nữ đó đã bị nhân giúp hết rồi. Như vậy đâu còn Dương Pháp nữa. Vậy thì chết rồi. Lần này kêu Hồng Nô qua đó thì không có cơ hội trở về nữa đâu. Nếu như vậy thì Hồng Nô này đâu có cơ hội để phục vụ lão gia, phu nhân, tiểu thơ và công tử nữa. Không được, phải tìm ra phương pháp mới được. Một là không cho Hồng Nô qua bển, hai là phải cho tên dâm tặc có bài học. Nhưng mà thân huynh là một đấng Dương gia, chúng ta đâu có thể làm gì được. Nếu như hắn là đại vương thì càng không thể vô phép. Có biện pháp rồi. Dương gia, Hồng cô nương đã tới. Được, ở đây không có gì của người, lui ra đi. Dạ, Dương gia. Hồng nô thăm kiến Dương gia. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi, đứng dậy. Cô nương thật là đẹp đó. Dương gia đừng nên gấp quá. Cô nương sao không làm ta mất vui chứ? Hồng nô chỉ muốn biết Dương gia có phải là thật tâm yêu thích Hồng nô hay không thôi. Đương nhiên là thật tình rồi mỹ nhân. Vậy thì làm sao chứng minh được? Lẽ nào cô nương muốn Dương gia này lấy con tìm ra để cho cô nương thấy hay sao? Hồng nô tuy là một nô tỳ hầu nữ, nhưng thân tôi vẫn là một thiếu nữ trong sạch. Nếu Dương gia muốn cùng Hồng nô tương hảo, Hồng nô này cũng hy vọng rằng Dương gia một lòng với Hồng nô. Hồng nô có một tâm nguyện, trước khi cùng Dương gia tương hảo, Hồng nô hy vọng là sẽ được ăn thử cá của biển sâu. Nếu như Dương gia có thể làm được điều đó thì Hồng nô sẽ cam tâm một đời một kiếp phục hầu Dương gia, không cần danh phận gì cả, chỉ mong là Dương gia được vui sướng thôi. Tốt, quả là đối với Dương gia thật tình thật ý. Quản gì. Có hạ nhân. Hãy lập tức phái người đến chỗ biển sâu, nổi trong ngày hôm nay phải bắt về cá biển tươi cho ta đó nha. Dương gia, thời gian gấp rút, hạ nhân e là làm không được. Tại sao mà làm không được? Trong quân của ta có biết bao nhiêu là thiên lý mã. Vả lại dọc đường có nhiều trạm, một con ngựa tiếp một con ngựa, nội trong ngày hôm nay nhất định là phải có cho ta. Dương gia, việc này nhất định là không được. Bây giờ quốc pháp đã có quy định, trừ phi trong quân có việc cần, nếu không thì không thể nào dùng quân mã được. Nếu có sự bất tuân thì quốc pháp trừng trị. Khốn nạn, ta đây là một Dương gia, không lẽ nào ta không có quyền dùng một con súc sanh như là con ngựa hay sao? Nhưng mà bổn Dương ra lệnh lập tức đi làm. Dạ. Mỹ nhân,
lần này mỹ nhân đã mãn nguyện rồi. Đại Dương, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, có thể vào thành để quan sát dân tình. Được, chúng ta đã tiến hành quân pháp suốt một thời gian, bản Dương cũng muốn biết kết quả thế nào. Mời. Ngưng. Bàn Khanh, cái xe ngựa lúc nãy là xe gì trong danh trại vậy? Hồi bẩm Đại Dương, hồi nãy là Dương gia dùng đó, để gọi tới tiểu sào để bắt cá biển sau cho Dương gia hưởng dụng. Thật là quá đáng, vật dụng trong danh trại lại có thể đi dùng bừa bãi như vậy sao? Làm lao lực của quân mã, tội phạm điều lệ này không thể dung tha. Bàn Khanh gia, Khanh đã biết điều lệ, sao không ngăn cản họ? Bẩm Đại Dương, thôi chỉ là một chức quan nhỏ, không có cách gì để ngăn chân Dương gia. Cô đừng coi nè, cá còn sống. Nó nhảy lung tung trong thùng, một lát sẽ nấu cho cô nương ăn nha. Dạ. Mỹ nhân, tôi thật tình đã đợi cách này rất là nóng lòng rồi. Đừng nha Dương gia. Dương gia đừng. Đừng nha. Dương gia đừng mà. Dương gia. Dương gia. Dương gia. Đừng mà. Người dám cả gan quấy rối bổn Dương trọng lúc này hả? Cút ra ngoài cho ta. Dương gia, Đại Dương có chuyện gấp, truyền Dương gia lập tức vô cung gặp Đại Dương. Thì là mất vui. Thiếu gia, cứ đây không phải là biện pháp đâu. Nhưng mà ta làm vậy thấy trong người thoải mái một chút. Ê, thiếu gia, Hồng Nô đã về kìa. Hả? Hồng Nô. Ủa? Sao lại không có người? Tân công tử, thì ra người cũng lo cho ta nữa hả? Cô. Lúc nãy đột nhiên tôi không muốn ngồi xe, cho nên tôi đã đi bộ về nhà. Thật không ngờ đã để cho tôi thấy rõ được một chân tình rõ ràng. Cô đừng mơ tưởng, tôi không có quan tâm cô đâu. Nếu như cô không trở về thì kế hoạch sẽ bị thất bại, và Tôn Tấn tôi sẽ là người không có khả năng. Đại Há, Tiểu Há, chúng ta lập được đại công rồi, đi về. Được thiếu gia. Ngụy Trực, thân ngươi là Dương gia, biết luật mà vẫn phạm luật, người biết tội gì chứ? Dương huynh, để trong lúc hồ đồ đã tự động dùng ngựa của quân đội, thật là phạm trọng tội, mong Dương huynh tha tội. Hơn nữa, nếu như trị tội của đệ thì tin tưởng rằng mẫu hậu sẽ không tán thành đâu. Không nhẫn tâm mà thấy ruột thịt tàn sát lẫn nhau, mong Dương huynh hãy suy xét lại đi. Như vậy kiều bản Dương đi phải làm sao hả? Đại Dương, quốc có quốc pháp, già có già quy, mong Đại Dương hãy suy nghĩ mà phán quyết. Đại Dương, ngu thần có vài lời muốn nói. Nói. Ngụy quốc của ta được hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ Đại Dương kiên trì thi hành quốc pháp, bá tánh tất cả đều tuân thủ pháp, vì đã phân minh rõ ràng pháp lệnh thượng phạt ra sao. Không thiên không ỷ, không riêng tư, không xuyên tạc luật pháp. Thiên tử hay là quân dân phạm pháp đều cũng đồng tội để mà xử theo luật pháp mà thôi. Nhưng mà hôm nay Dương gia đã phạm pháp mà không bị trừng phạt, thì bá tánh sẽ bắt đầu nghi ngờ pháp lệnh, thì sẽ mất đi sự oai nghiêm của pháp lệnh, và pháp lệnh sẽ mất đi sách lược uổng công những ngày tháng đã cố gắng. Vậy cho nên phải thi hành quân pháp như nhau. Đại Dương, xin nghĩ kỹ. Bàn Khanh nói rất có lý. Tuy bản Dương không nhẫn tâm, nhưng quốc có quốc pháp, phải xử chém người này. Dương huynh, khai ân. Ngô Từ Tử, lập tức truyền lệnh đi. Đại Dương, khoan đã.
Tuy Dương gia đã vi phạm quân lệnh, tội đáng chặt đầu, nhưng dù sao đi nữa Dương gia cũng là người trong hoàng tộc. Nếu như bị thọ hình, thần tin tưởng rằng đại dương cũng sẽ không nhẫn tâm, và thái hậu càng thương tâm hơn nữa. Cho nên thần có một kiến nghị. Thần nghĩ là không nên chém Dương gia. Tất cả trách nhiệm là do lão sư dạy học của Dương gia mà thôi. Tại sao khanh nói vậy? Bẩm đại dương, Từ Mã lão sư đã không dạy dỗ cho Dương gia về quân pháp cho đàng hoàng, cho nên đã phạm tội. Vì vậy trách nhiệm này phải do lão sư gánh chịu. Nếu muốn chém thì hãy chém Từ Mã lão sư. Từ nào tới giờ oai nghiêm của pháp lệnh chưa hề bị lung lay, đại dương không cần phải nhẫn tâm đau lòng chém đi một người trong hoàng tộc. Hay lắm, truyền lệnh của ta, lập tức chém Từ Mã và công bố sự tình của chuyện này để cho mọi người làm gương. Dạ đại dương. Thiệt là quá đáng. Hai tên bá quan và bà Nguyên lúc nãy đã muốn chơi bổn dương. Hình như muốn đưa bổn dương đến chỗ chết mới được vui hay sao? Nhiều bá quan là đương kim thừa tướng, giới thần là dạ dế ngang nhau. Hắn an bài cho bà Nguyên ở trong cùng, hai người cùng hơi cùng tiếng, có chuyện gì cũng đồng tiếng đồng lùi, thế lực rất là lớn. Muốn thay định quyết định bên trái bên phải của đại dương dễ như trở bàn tay. Luôn cả thần cũng không có cách gì hơn. Cũng tại như vậy, Dương huynh càng ngày càng không tin tưởng ta nữa. Nếu như tình trạng này cứ kéo dài thì bổn dương này còn địa vị gì nữa chứ? Bổn dương cũng thuộc về dòng chính, cũng là họ Ngụy. Dương huynh chẳng qua là lớn hơn ta có vài tuổi mà đã độc quyền độc đoán, gọi gió kêu mày, thì bổn dương ta đây làm sao mà cam tâm? Ta làm sao cam tâm đây? Tha lỗi thần nói thẳng, thần nhận thấy với tài trí của Dương gia không thua kém cho đại dương đâu. Trong lịch sử cải triều đổi đại, việc thay đổi quân chủ không có gì làm lạ cả. Hơn nữa sao lại có đám người xưng hùng xưng bá tranh quyền đoạt vị, lại có những người nhẫn nhịn được là định luật của thiên cổ. Thần tuy bất tài nhưng một mực trung thành với Dương gia. Nếu Dương gia có ý kiên quyết muốn săn bắn hưu này ở trên đồng cỏ, thần chỉ cần có võ kén trong tay thì thần sẽ hết lòng vì Dương gia săn bắn hưu này ở Trung Nguyên. Người bí mật hẹn ta tới đây có phải theo lời trong thư mà Dương gia nói hay không? Muốn Hàn Quốc của chúng tôi công đánh Ngụy Quốc của các người. Đúng vậy, bây giờ thực lực của bổn dương không cùng Dương huynh ngang nhau, nhưng mà nếu có hầu gia giúp đỡ để tấn công Ngụy Quốc thì binh của tôi trong ứng ngoại hiệp, tới lúc đó thì bổn dương có thể thừa cơ binh loạn mà đoạt lấy Dương vị. Ngụy Vệ Dương đã không hợp với bổn quốc. Nếu Dương gia có thể là quốc vương của Ngụy Quốc, vậy thì chúng ta có thể sống chung hòa bình và tồn tại thịnh vượng. Không sai. Kế hoạch này đối với hầu gia ông có nhiều lợi chứ không có hại. Tới lúc đó thì Hàn Quốc và Ngụy Quốc hợp tác phát triển Hồng Đồ, bán nghiệp thống nhất Trung Nguyên, phân chia thiên hạ. Với sự giao tình giữa hai chúng ta, mình hợp sức, như vậy thật là hay lắm đó. Bây giờ đại quân của Hàn Quốc đã sát tới biên giới, các hành gia có phương pháp gì không? Đại dương, theo ý kiến của thần, chúng ta xuất binh nghênh chiến. Đại dương, thần cũng có ý kiến như vậy. Đại dương, nếu mình sau khi tiến hành biến pháp thì tất cả cùng hăng hái giúp nước, quân đội càng ngày càng dũng mãnh, đúng là câu nói dũng binh thiên nhật, dũng binh nhất thời. Bây giờ đúng là lúc trổ tài để chứng minh hiệu quả của hiến pháp. Hay, bản dương quyết định phái 10 vạn binh để nghênh chiến. Nhưng mà đại nguyên soái, đại dương, thần chịu lãnh chức đại nguyên soái dẫn binh giết địch, dù thần có biến thành tro bụi cũng không tiếc. Hay lắm. Với tài trí của Ngô thừa tướng, có thể giết chết giặc và chiến thắng trở về đây. Đại dương, khoan đã. Luận binh pháp, luận ngu tính, Ngô đại nhân đích thực là người đáng được tuyển chọn. Nhưng tất cả đều biết phu nhân của Ngô đại nhân là người Hàn Quốc, giả lại cùng triều đình Hàn Quốc rất cận thần. Nếu như phái Ngô đại nhân là thống soái ra trận thì không được tiện cho lắm. Ngô mỗ này đối với đại dương một lòng trung thành cung kính,
Không lẽ ngươi nghi ngờ tấm lòng của ta? Ngươi không phải có cây thì ai là không vô tình. Nếu như có lòng riêng thì đâu có gì quá đáng. Nói bậy nữa mà. Ngô Khởi này đối với Ngụy Quốc, đối với Đại Dương là một mực trung thành. Ngươi nói những lời này đúng là ngậm máu phun người. Đại Dương, thần cũng vì trung trực với quốc gia mà thôi. Hy vọng Đại Dương cẩn thận chọn lựa cho đúng người. Không thì phương sách sẽ sai mà hoạn nạn cũng không cạn đâu. Người cả đêm mặt mày buồn bã, trong lòng có tâm sự, không biết có chuyện gì làm cho tướng công phải phiền muộn khổ não. Tướng công, nếu đúng là tướng công có vấn đề nan giải, không biết thần thiếp có thể cùng tướng công phân chia giải sầu hay không? Nương tử, qua đây, hãy cùng với lão phù uống cạn ba ly. Cùng uống ba ly, khó mà tướng công hứng thú như vậy. Thần thiếp nhất định cùng tướng công. Năm xưa ta cùng với nương tử trao ly thành thân, chính ta đã hứa với bà là bảo vệ cho bà suốt đời, để cho bà được hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay thần thiếp đã được sự nuông chiều của tướng công, thần thiếp đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Tất cả là do ta không tốt. Ông trời, tại sao lại treo người như vậy? Tướng công, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nửa cuộc đời của tôi đã làm ngựa, theo bên cạnh của Đại Dương, bao nhiêu năm nam chinh bắc phục, lập được không biết bao nhiêu công lao. Ngay cả ngày chôn cất mẹ già, tôi cũng không màng tới, hiên ngang ở xa trường. Tôi chấp nhận sự nguyền rủa của người đời. Vì kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ, tôi đã không mắc cỡ điều gì. Nhưng mà tất cả mọi việc ở trên đời đều không được như ý muốn. Tướng công bây giờ đã là tể tướng, có thể nói là một người ở trên vạn người ở dưới, thì tướng công còn muốn cầu gì nữa? Như vậy thì được cái gì? Bây giờ trong mắt của Đại Dương chỉ có một người là Nhiêu Bá Hoàng thôi. Tướng công bất giận. Nhiều thừa tướng đã tranh giành ân sủng, ông nghĩ là tôi không biết. Còn có Bàn Quyền, cộng thêm một người cháu trai là Tôn Tẫn giúp đỡ, giống như là hổ thêm cánh vậy. Đại Dương vốn đâu có để tôi ở trong mắt của ông chứ. Tất cả công vì Đại Dương mà ra, thì tướng công tính toán những chuyện ngắn dài làm gì chứ? Ta tính toán? Ta lấy gì ra mà tính toán đây? Phu nhân, bà có biết không, tôi đã biết bao nhiêu năm cực khổ để kiến lập cơ nghiệp, chỉ sơ sót một chút mà hủy bỏ tất cả. Làm sao mà có việc này? Là bởi vì Hàn Quốc muốn tấn công nước ta. Đại Dương đã không những nghe lời nói của người Giang, còn cho là ta đã có lòng triệt. Tướng công đối với Đại Dương một mực trung thành, cả nước đều biết, tại sao Đại Dương lại... Là bởi vì ta đã có một người vợ, là người của Hàn Quốc. Là tài thiếp. Lần này xuất trận đối với tương lai của ta ảnh hưởng rất là lớn, cho nên tôi nhất định phải đi. Thiếp hiểu rõ được sự quyết tâm của tướng công đối với sự nghiệp, nhưng mà vì chiến sự thì không đủ ảnh hưởng Đại Dương đối với người không được tin tưởng. Lần này không phải là một sự công kích nhỏ. Hơn nữa lần này tôi không thể vì vậy mà thất bại,
khiến cho công lao từ trước tới nay bị mất hết. Tướng công, lần này xuất trận đối với tương lai của ta ảnh hưởng rất là lớn, cho nên tôi nhất định phải đi. Thiếp hiểu rõ được sự quyết tâm của tướng công đối với sự nghiệp, nhưng mà vì chiến sự thì không đủ ảnh hưởng đại dương đối với người không được tin tưởng. Lần này không phải là một sự công kích nhỏ, hơn nữa lần này tôi không thể vì vậy mà thất bại, khiến cho công lao từ trước tới nay bị mất hết. Tướng công, đó là hoài bão trong đời của ta, ta không thể nào hủy bỏ được. Phu nhân, xin tha thứ cho nỗi khổ tâm của ta. Tướng công, người muốn tiếp hoàn thành cho người hả? Phu nhân, bà có biết không, trong tim của ta còn đau khổ hơn bà nữa. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tướng công, xuất giá tộc phụ, vì đại nghiệp của chồng mà phải chết đi để giúp chồng, bà phải chết một cách không oán tiếc. Suốt đời này của ta, trong tim chỉ có một mình bà thôi. Đại Dương, Hàn Dương oai phong hung hăng, nếu như lính của ta mà không nghênh chiến thì e rằng sự oai nghiệp của Đại Dương bị tổn hại. Đại Dương, địch cố tâm phá rối, nhất định cuộc chiến này đã có chuẩn bị trước, e là khó mà đối phó dễ dàng. Đại Dương, trận chiến này phải cấp bách. Nhưng mà bản Dương phải phái người nào để lãnh binh xuất trận đây? Dương huynh, trong triều thì có nhiều tướng giỏi, nhưng mà nhiều tướng công lại đa nghi, Dương đệ thật không biết phải phái người nào đi đây. Đại Dương, trong triều thì có người xuất trận giỏi, nhất định là có, Đại Dương chỉ phái người đúng tài lực. Nói bậy, thế lực của Hàn Quốc trừ Ngô thừa tướng ra không có người địch nổi, chẳng lẽ lại dựa vào một người như bà Nguyên ngươi sao? Nhưng mà Dương huynh, nhiều tướng quốc và bà Nguyên trong tâm đều có sự đa nghi, Dương đệ không có lời gì để nói. Đại Dương, hạ thần đây thật tình bẩm cáo, không có ý nói những lời đối với Ngô thừa tướng. Các khanh không cần phải để trong bụng, chẳng qua chỉ là việc xuất chinh thôi. Ngô Khởi bái kiến Đại Dương. Ngô khanh, có chuyện gì mà khanh tới cùng trễ vậy? Đại Dương, thần có một vật này muốn dâng lên cho Đại Dương. Dâng lên. Hả? Thần mang tới cho Đại Dương là mong Đại Dương hiểu được tấm lòng thành của thần. Ngô khanh gia, khanh đâu có cần làm việc này. Thần đối với Đại Dương một mực trung thành, nếu như Đại Dương nghĩ rằng vợ của thần là người Hàn Quốc, không thể tin tưởng nơi thần, thần vì muốn chứng minh tấm lòng trung thành, chỉ đành dùng cách này thôi. Ngô khanh, mau đem chôn đi. Tạ Đại Dương. Thừa tướng trung trực vì vua là người có thể tin cậy. Đại Dương, thần còn có một việc này khẩn xin Đại Dương. Nói. Xin Đại Dương cho thần dẫn binh xuất trận đánh với Hàn Quốc. Đại Dương dùng thần làm tướng, thần dám bảo đảm trận chiến này chỉ có thắng chứ không có bại, vì Đại Dương đẩy lui cường địch. Được, bản Dương sẽ phái người làm đại tướng xuất trận Hàn quân. Tạ Đại Dương. Nương tử, mong bà tha lỗi cho ta, ta làm như vậy chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Cái chết của bà làm cho ta rất đau đớn, đau tận xương tủy. Nhưng mà chết nhẹ như lông hồng, nặng như thái sơn. Cái chết của bà không phải là sự hy sinh hoàn vũ, bà đã hy sinh vì đại nghiệp của chồng. Nương tử,
bà ở nơi suối vàng. Cứ việc yên tâm đi, đừng có sợ. Mối thù này tôi nhất định sẽ trả lại cho bà. Tôi nhất định lấy đầu của Nhiêu Bá Quan và bà Quyên để tế hồn thiêng của bà. Ta không ngờ vì một lời nói của con để cho Ngô Khởi tự giết vợ của mình. Quyên Nhi, con đã làm một chuyện rất là sai trái. Nhạc phụ, lúc đó con chỉ làm một sự bất đắc dĩ, con mới làm như vậy thôi. Ngô Khởi từ trước tới giờ đã muốn đối phó với cha con mình, tuyệt đối không thể để bị sai sót. Nhưng thực tình con không ngờ được ông ta có đủ can đảm mà tự giết vợ mình. Con người này thật là quá lợi hại. Trong triều quyền hạch của Ngô Khởi sắp xếp củng cố thế lực, khác với tình thế này thật là không thích hợp giữa lão phù và các người khác tranh giành. Thì cha hãy uống canh đi. Cha không muốn uống, con hãy để xuống đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ khi trong triều về, cha lúc nào cũng buồn không có được vui. Quán nương, cha vì Ngô Khảng tự giết vợ cho nên mới canh cánh ở trong lòng. Tại sao vậy? Vợ của ông ta có làm điều gì sai không? Người đã sai là vì đã gả cho ông ta là một con người lòng lang dạ sói. Ngô Khảng vì không muốn chúng tôi đem quân ra trận để lập công đánh Hàn Quốc, từ chỗ sẽ bị ảnh hưởng tới chức vị của ông ở trong triều, và không tiếc đã giết người vợ nước Hàn để biểu lộ sự trung thành. Ông ta làm như vậy là có ý đồ khác. Trung thành, thành trứ tự thành, tại sao là phải để cho một mạng sống hy sinh như vậy chứ? Nếu như ông ta không làm như vậy thì đại dương nhất định không phải ông ta đi nghênh chiến với Hàn Quốc. Nghênh chiến thì làm sao? Chẳng lẽ trong triều trừ Ngô tướng quân ra không còn người khác nữa hay sao? Lão gia, tướng công đại nhân được lệnh đưa cho bàn đại nhân. Hán quân xâm nhập pháp giới và coi Ngụy Quốc không ra gì, bàn quyền được phong làm tiên phong đại tướng quân, giúp cho thừa tướng Ngô Khởi tiến quân công kích giặc. Làm phiền đại nhân. Cứ nói tướng công bị bệnh để từ chức, để đại dương phái người có tài khác ra trận đánh Hàn Quân. Nương tử, tại sao lại nói những lời như vậy? Tướng công theo Ngô Khảng ra trận, trong lòng quán nương linh cảm có chuyện không may xảy ra. Nương tử, em đã nghĩ nhiều rồi. Lúc này là lúc đại dương đang dụng người, anh bà Quyên làm sao mà rút lui được. Quán nương thật sự là lo lắng cho tướng công có sự nguy hiểm. Hàn Quốc đối với Ngụy Quốc như mắt hổ đăm đăm, lần này ra tay càng mạnh hơn. Tướng công làm tiên phong, nhất định là phải dẫn quân đi đầu. Đó là vừa đúng lúc để cho tụi nó thấy cái lợi hại của chồng em như thế nào. Nhưng mà... Nương tử, chẳng lẽ nào em đối với anh không có chút tự tin nào sao? Không phải. Nương tử, gia đình anh ba đời làm nô lệ, lần này đúng lúc cho anh nở mặt nở mày. Anh không thể bỏ qua cơ hội này. Tướng công, em không cần nói nữa. Em hãy đợi tin tức vui mừng của anh đi. Thưa dưỡng. Tấn gì? Chưa ngủ à? Cháu đang coi binh thư, kiếm cháu có chuyện gì không? Hôm nay đại dương hạ lệnh chỉ phái bàn quyền đi làm tiên phong xuất chiến Hàn Quân. Ta đây có một sự hơi lo lắng là không biết bàn quyền có làm được hay không. Dương à, Dương hãy yên tâm, bàn quyền là người từng trải, tuy gia thế nghèo hèn nhưng mà là một người võ công cao cường. Nếu mà nói về đánh giặc thì anh ta đúng là hậu tướng. Cái này thì ta yên tâm. Nhưng mà hình như trong lòng của Dưỡng có gì không vui hả? Hôm nay trong triều đã xảy ra một chuyện đại sự. Dưỡng định nói là chuyện Ngô Khởi giết vợ. Phải rồi.
Sau khi xảy ra chuyện này, Dương phát hiện rằng lão phù không thích hợp lăn lộn chốn quan trường. Dương à, tại sao Dương nói vậy? Thật là ta nghĩ không ra. Những người làm quan mà hung hãn tới như vậy à, người chăn gối với mình à, mà cũng giết hại được, vậy là đạo nghĩa gì chứ? Sau khi việc này xảy ra rồi, lão phù quyết định khi bà Quyền đánh giặc trở về sẽ cùng đại dương bẩm cáo cử ta về quê ẩn náu, không màng tới chuyện của thế gian này nữa đâu. Dương à, đạo làm quan thì mỗi người một cách khác nhau, đâu có người nào giống người nào. Ta sợ nghe lây bàn nhiễm, ta sợ ngày nào đi bàn quyền sẽ là một tên Ngô Khởi khác. Tại sao Dương lại nghĩ vậy chứ? Lão phù có thể nhìn bàn quyền không có được đúng lắm. Khi xưa ta đã triệu nó làm thực khách là tại vì ta yêu thích cái tài hoa phẩm đức của nó. Càng ngày càng lâu, ta phát hiện nó rất coi trọng công danh lợi lộc. Nếu như lòng danh vọng nó cứ tăng trưởng, có thể tạo thành một sự rất là sai trái đó. Dương à, bàn Nguyên là một nhân tài, có lẽ vì ảnh hưởng gia đình cho nên mới sốt sáng lập công vậy. Nhưng mà tương lai sau này sẽ được đại dương trọng dụng mà thành đại nghiệp. Ai cũng mong được như vậy. Nhưng mà Dương à, con có một chuyện chưa hiểu. Chuyện gì? Tại sao Ngô Khởi bắt Bàn Nguyên làm tiên phong, trong khi dưới tay của ông ta có nhiều người mà? Theo như con nghĩ, nhất định có nguyên do. Đúng thật, hai chúng ta không có tình bạn bè, tại sao phải ra lệnh cho Bàn Nguyên làm tiên phong chứ? Dương à, hiện nay trong triều đình, ngoài nghị sự ra, còn có gì khác lạ nữa không? Là có đó. Dương Thúc là người lúc nào cũng thích lập công, lần này vì sự công kích hàng quân mà chẳng hỏi chẳng rằng, cũng không có đề cử xuất trình nữa. Vì càng nghi ngờ hơn. Hả? Chuyện Ngô Khởi giết vợ, không lẽ vì cái lần ra trận này? Nếu như nói vậy thì chuyện này thật là khả nghi. Dương à, Dương yên tâm, con sẽ điều tra việc này. Tốt. Tướng công. Lần này xuất trình mà vậy phải cẩn thận nha. Nương tử à, em hãy yên tâm đi, em đến vì ta thì nhất định sẽ nhận được tin thắng trận. Còn nữa, anh không có ở nhà thì em cần phải bảo trọng và mọi điều phải cẩn thận, em biết không? Mỗi có vật này đưa cho tướng công. Tướng công, con chỉ một câu này tướng công hãy mang theo mình, mỗi ngày gửi cho muội một lá thư. Tuy là chúng ta ngăn cách thiên lý, nhưng mà vẫn có thư để liên lạc. Nương tử, em nghĩ thật là chu đáo, không hổ thẹn là người vợ hiền. Trong phủ của Dương Thúc không biết có những người nào. Thiếu gia kêu mình tới để rình cái gì đây? Thiếu gia đã kêu tụi mình làm á, là nhất định có chuyện rồi. Nếu như mà huynh có trí tuệ để giải đáp á, thì làm thiếu gia rồi. Vậy anh có biết nguyên nhân gì không? Tôi cũng không biết được, nhất định là có gì kỳ quái. Tướng quân, Ngô tướng quân nói sao? Ngô tướng quân không chịu xuất binh. Thật là quá đáng. Công minh là phong báo tư thù, ông ta không chịu ra binh để giúp tôi, để tôi chịu hy sinh tính mạng của tôi. Được, tôi nhất định phải làm cho ông ta xuất binh mà thôi. Thư của tướng công. Cha nhất định phải cứu tướng công của con. Quán được, có chuyện gì mà con quản hốt gì? Tướng công đã bị quân Hàn bao vây, tình trạng nguy cấp, Ngô Khả lại không chịu xuất binh để tiếp cứu. Cha hãy nghĩ phương pháp lẹ lên đi. Được, ta tức khắc vào cung sẽ gặp đại dương và sẽ hỏi bẩm việc này. Thật sự như vậy à?
Bẩm đại vương, thật đúng như vậy, thật không sai. Cứu người như cứu lửa, mong đại vương minh giám. Nhưng mà Ngô Khảng đã giết vợ để chứng thật lòng thành, thật ra là có nguyên nhân gì hả? Sự việc đã cấp bách, không thể dò dự nữa đâu đại vương. Được, lập tức hạ lệnh kêu Ngô Khảng xuất binh tiếp cứu cho bàn quyền. Tạ ơn đại vương. Lập tức xuất binh. Tướng ở ngoài trận có thể không nghe theo lệnh của vua, ta không xuất binh coi thử nó làm gì được ta. Nhiều bá hoàng, nếu có trách thì trách ngươi đi. Bẩm báo, Hàn quân vừa thắng xông lên đã tiến gần Sa Lộc Sơn. Xét tiếp. Dạ. Đã gần tới Sa Lộc Sơn chỉ còn cách đây khoảng 100 lý thôi. Theo tình hình này, cơ bộ chúng ta không thể đánh được. Xuống lệnh của ta, phải 1.000 người cùng kiểm thủ kiên trì Mã lãnh đạo. Đúng là kế hay. Khi Mã lãnh đạo dậy rồi thì quân địch khó mà công được. Nhưng mà không có diện binh, chỉ có thủ thì đâu được cái gì. Trận giặc này trừ phi không đánh, nếu đánh thì nhất định phải thắng. Cha à? Cha. Ngô Khảng thấy giận vẫn chưa chịu xuất binh tiếp cứu tấn công, phải làm sao đi? Cha phải đi cầu đại vương lần nữa đi. Ây da, dù phải đi cầu đại vương thì cũng chẳng ích lợi gì. Tại sao? Chẳng lẽ ông ta dám kháng cự mệnh lệnh của đại vương? Quán nương, tướng ra ngoài rồi có khi không nhận quân lệnh. Ngô Khởi cũng vì cái chỗ này mà không muốn xuất binh. Vậy thì tấn công đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Quan Nương, hãy yên tâm, Bàn Nguyên là một hổ tướng, lại thuộc là binh pháp, tuy là không thể đại thắng Hàn quân, nhưng mà sẽ không bị tổn hại gì đâu. Ừ, lý luận của tổng nhị à rất là đúng. Còn đừng có lo lắng nữa. Hả? Cha, việc này quá gấp đi. Nếu như mà dò thám hư thực của Dương gia. Như còn nói, đó là kế hoạch của Dương gia sao? Hiện bây giờ thì vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng để có thể kết luận là dấu vết đó có liên quan tới Dương gia. Như vậy thì mình hãy mau bẩm với đại vương để đại vương điều tra. Dương à, không được. Dương gia tứ vị cao, chúng ta không có nên vội vàng hấp tấp, bằng không bất may ác sẽ động rừng. Vậy thì mình có biện pháp nào phải chứng minh sự việc này có liên quan đến Dương gia chứ? Có rồi, có một người có thể giúp mình dò thám. Xin chào lính đại ca. Hồng phụ nương tới thăm Dương gia hả? Lính đại ca thiệt là thông minh, tôi vừa mới học mấy món ăn cố bí là đem đến cho Dương gia để hưởng dụng. Nếu Dương gia biết được thì chắc là vui lắm. Vậy thì làm phiền giúp Hồng nô vào báo tin cho Dương gia. Cứ đợi chút nha. Lúc này mùa thu trời cao gió mát, đúng là lúc để đi săn. Tôi nghĩ Dương gia nhất định là một tay cừ, sẽ săn được nhiều lắm đó. Không, lúc này Dương gia không có ra khỏi phủ mà luôn luôn ở trong phòng sách để nghiên cứu bình thư. Ồ vậy hả? Chẳng lẽ nào trong triều có việc gì xảy ra làm cho Dương gia lo lắng quá vậy? Việc này tôi không rõ lắm. Xin lỗi Hồng Đô cô nương, Dương gia đó là cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng mà hôm nay Dương gia có chuyện không tiện tiếp khách đâu. Hồng Đô cô nương, xin hãy trở về đi. Dương gia không tiện gặp tôi. Nếu vậy thì xin giúp giùm tôi mang đồ ăn cho Dương gia. Ngày khác Hồng Đô sẽ đến. Biết trước mà cửa cũng không được vô, tôi không có phí thời gian để làm đồ ăn đó. Phải. Nhưng mà tính ra tôi cũng biết được một tin có sự gặt hái. Vậy thì tốt. Hả? Dương gia cũng không chịu gặp cô. Như vậy thiệt lạ. Ông ta lần trước dùng nhiều cách để dụ cô vào phủ, lần này đích thân cô tới thăm ổng, đáng lý ra ông phải mừng mới phải chứ. Tại sao lại không chịu gặp cô? Chúng tôi còn vì cô mà không có được an tâm. Thật không ngờ Dương gia đối với cô còn lý thú nữa. Anh nói cái gì? Tôi thấy chuyện này không đơn giản. Theo như cô nói, Dương gia không ra khỏi nhà, cũng không muốn gặp cô. Ổng thích nhất là đi săn mà cũng không muốn đi. Tôi thấy chuyện này có vấn đề đó. Tận nhì nói thật có lý. Ta rất rõ tánh tình của Dương gia, tánh tình sôi nổi. Con người của ổng rất ít ở lại trong phủ. Lần này hình như có một việc rất quan trọng phải làm, cho nên người mới như vậy. Còn nữa, tôi thấy hành vi của Trịnh Quý thì kỳ quái.
lén lút chạy tới Dương gia phủ. Hình như có một sự bí mật nào giấu giếm ở trong đó. Nhưng mà anh ta làm sao quản gia cho nhiều phủ này? Bao nhiêu năm rồi, con người rất trung hậu, làm việc á thì thận trọng và tin cậy, tuyệt nhiên không phải là âm hiểm xảo trá. Thưa Dượng, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, không thể không có lòng phòng ngừa. Lúc nãy cháu có dò thám Trịnh Quý, cháu nhận thấy là hắn ta cố ý giấu giếm việc giữa hắn và Dương gia. Biểu ca, Quỳnh có nghĩ rằng với việc này với tướng công bị bao vây trong trận xa trường có quan hệ gì hay không? Rất có thể. Ngô Khởi một mặt ám hại bà Nguyên, còn mặt khác thì cùng Dương gia kết hợp. Tôi nghĩ rằng nhất định có âm mưu. Biểu ca, Quỳnh hãy điều tra sự thật này cho tướng công sớm được giải dây mà mình đang trở về nha. Yên tâm đi, anh và bà Nguyên là bạn thân, anh nhất định giúp ảnh. Bây giờ mình phải làm sao? Thưa Dượng, con định đêm nay sẽ dò thám Dương phủ. Nhưng mà trong Dương phủ phòng bị trang nghiêm, không dò hang cọp thì làm sao bắt cọp? Đại há hả? Người hãy giải dạng là lính canh của Dương phủ. Dạ thiếu gia.